Thưa quý vị và các bạn, trở thành vùng trọng niệm của tỉnh trong việc trồng chế biến dược liệu là mục tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Lây lần thứ 19. Trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển cây dược liệu, địa phương nhận được sự đồng thuận của người dân. Đến nay mang lại những kết quả tích cực. Huyện Đắk Lây có điều kiện thổ nhưỡng thời tiết thuận lợi phát triển cây dược liệu. Nổi bật là cây sâm Ngọc Linh có giá trị kinh tế cao thời gian qua huyện đại Mạnh bảo tồn và phát triển loại cây này người dân và doanh nghiệp tham gia trồng sâm ngày càng nhiều một số hộ dân thu hoạch hạt để làm giống và bước đầu cho thu nhập từ cây sâm ngọc linh kỳ vọng của tôi là tôi sẽ phát triển thêm nữa à, cứ một năm là tôi sẽ phát triển thêm là một hai ba sào trong một năm để cho phát triển kinh tế nó ổn định hơn tôi đã định hướng là tôi phát triển thêm cho bản thân rồi sau này tôi sẽ mở một cái mô hình để cho chị em phụ nữ để trồng sâm, rồi cũng như mọi năm thì tôi cũng ở xóm làng tôi thì tôi cũng tạo điều kiện giúp cho bà con để hướng dẫn cho họ làm cái mô hình trồng sâm ngọc linh, rồi cắt kỹ thuật để trồng sâm ngọc linh như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, việc khai thác tiềm năng lợi thế gắn với trồng cây dược liệu đang mở đi hướng đi mới, góp phần chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Đắk Lây. Trong đó, thì chính quyền địa phương đã tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ giống và nguồn vốn phù hợp để mở rộng diện tích cây dược liệu, đặc biệt là đối với đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Từ nguồn chương trình hỗ trợ phát triển giống cây dược liệu, phát triển sản xuất năm 2023 xã Ngọc Linh phân bổ trên 24.600 cây quế, 5.000 cây xương ra cho 150 hộ dân. Đây là đối tượng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, gia đình anh Abi ở thôn Ngọc Súc nhận hỗ trợ trên 60 cây sương tra. Lụy kế đến nay, gia đình có 300 cây xương tra trồng sen trong vườn cà phê bời lời. Cây đang sinh trưởng tốt, dự kiến khoảng 5 năm nữa sẽ cho thu hoạch quả. Đây xuân tra, hai ba quả ba bốn chục quả nó cũng được một ký hai ký giá nó cũng tương đối so với cái khác đấy như thế thôi gia đình tôi cũng rất khăn khởi đang nhà nước đã quan tâm hỗ trợ cái số, số, số cây như thế gia đình anh An Luân ở thôn Tu Dớp xã Ngọc Linh trồng sâm dây được 3 năm anh cơ bản nắm quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc sâm dây với diện tích 4 xào, mỗi năm gia đình thu gần một tấn củ Vụ mùa năm nay, giá xăm dây tư từ 50.000 đồng đến trên 100.000 đồng một kg. Phấn khởi vì nguồn thu nhập ổn định, anh quyết định năm 2024 sẽ vay vốn đầu tư mở rộng diện tích. Ở nhà tôi cũng được xong cùng hơn 3 năm rồi. Cũng gọi là lấy cái xăm dây để mà thu nhập cho gia đình để mà nuôi con cái học hành ấy. Dây dếp. nếu mà có chương trình sau này thì cũng có vay vốn cũng được nhà nước cũng quan tâm thì cũng cùng vay thêm trồng thêm nhiều hơn sầm dây với sơn trà đó. Với nhiều nỗ lực của cấp ủy chính quyền và người dân, hiện nay diện tích cây dược liệu khác trên địa bàn huyện đạt gần 900 hecta, diện tích trồng cây sâm ngọc linh đạt 38 hecta, tăng hơn 30 hecta so với năm 2020. Định hướng của huyện là phát triển cây dược liệu, nhất là sâm ngọc linh, để đầu tư hình thành các sản phẩm đặc trưng. Trong thời gian tới, cần tập trung triển khai một số các giải pháp trọng tâm cụ thể như sau: thứ nhất, tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền bà con nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn, đặc biệt là một một số xã ở phía Bắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của cây dược liệu, tăng cường xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư về cái quảng bá cái thương hiệu sông ngọc linh và khuyến khích đối với các doanh nghiệp trên địa bàn về phát triển và bảo tồn đối với giống sâm ngọc linh thời gian đến tôi sẽ căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên giao á, tôi sẽ phân công là cán bộ rồi vào trực tiếp chỉ đạo vận động bà con á tích cực là mở rộng thêm diện tích đồng thời tiếp tục vận động vay vốn để phát triển cái nguồn sâm dây với sâm ngọc linh để phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đất Lây lần thứ 19 xác định đến năm 2025, phấn đấu diện tích sâm Ngọc Linh đạt 50 ha, diện tích các loại cây dược liệu khác trên 930 ha. Trên đà phát triển như hiện nay, việc trồng các dược liệu sẽ giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững.